chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. BMW S1000 LR bản độ người mẫu da trắng đậm cái sức hút. Cái chiếc BMW S1000 LR vẫn là luôn cái mẫu sub bay đình đám nhất, thu hút được cái sự hấp dẫn trong phân khúc xe đua thương mại. Với vẻ đẹp sẵn có thì cái mẫu xe này luôn đem lại nhiều ý tưởng cho những cái tín đồ xe độ. Qua điển hình là bản độ White Beauty đậm sức hút. Dù nằm ở thế nào chăng nữa thì dòng xe này vẫn không mất đi hương vị bất đối xứng truyền thống. Tổng thể trang chân trước tiêu chuẩn bao gồm trang bị cái phục ốp xe đầu Hodin, phanh của Rainbow, bộ mâm Mark Chesney, cái màu xanh Blue Resin rất hấp dẫn trên cái nền áo trắng. Hiển thị trên cái đông lái là cặp tay CNC 6 số cùng với cái tông màu xanh với mâm xe. Thay thế cho kiến hậu tháo bỏ là cái chụp chân kiến CNC. Vẫn đảm bảo đúng luật giao thông thì chủ xe trang bị cặp gương gù tròn nằm cuối tay lái, không gây vướng víu như cặp gương zin nhưng vẫn đem lại cái độ thẩm mỹ rất cao. Nhằm cải thiện hiệu suất động cơ, đồng ý việc chủ xe phải đổi hệ thống ống xả. Và trong clip này chúng ta thấy được thêm ống xả Anubis Titanium HB đem lại cái sức hút hấp dẫn và thứ âm thanh đặc trưng cho cái chiếc BMW. Ducati Wrangler 1100 bản độ cà phê racer đến từ Dislogger. Cái chiếc Ducati Wrangler 1100 ra đời nó tiếp sự thành công của cái mẫu Wrangler 8003, nâng cấp ngoại hình đầy hấp dẫn với động cơ mạnh mẽ hơn nhằm thỏa mãn cái nhu cầu của những tín đồ đam mê dòng xe cổ điển. Và dưới đây là một cái chiếc độ cực độc với phong cách cà phê racer. Dễ nhìn thấy trong cái chiếc xe này bản độ từ những mẫu xe đua cổ điển từ những năm 1950-1960 với những nét đẹp đổ, với những cái nét hoài cổ đặc trưng. Cung cấp cho em nó là một bộ áo fairing hoàn toàn mới, bao bọc với cụm đèn pha tròn đặc trưng. Cái đồng hồ của chiếc Wrangler 1100, thiết kế đồng hồ hình oval nhỏ, hay tốc độ, cấp số, báo chống nhìn vân. Cái bảng đồng hồ tròn hiển thị vòng tua, chế độ lái, chip, auto, xăng vân. Sử dụng kia dưới đồng lái hạ thấp khiến người lái chồm về phía trước trông ngầu hơn với thiết kế tay lái nguyên bản dành cho cái dòng Wrangler. Đuôi xe cũng xem là chi tiết sửa đổi đầy ấn tượng nhất, với công cụ sau được sửa đổi dùng cái bộ yên da lộn đặc biệt. Ẩn bên dưới là những chi tiết dây điện với nguồn điện được bố trí rất là gọn gàng. Kết thúc phần đuôi xe với cái tông màu vàng bạc của điện. Trang bị ống xả được tùy chỉnh HB Gloss Titanium đem lại cái cảm xúc đặc biệt khi mỗi khi nổ máy. Bản độ vẫn giữ nguyên cái động cơ Austin với dung tích 1079 phân khối làm mát bằng không khí, sinh ra công suất đa là 86 lực tại vòng tua máy 7500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 88 Nm tại vòng tua máy 4750 vòng trên phút, động cơ hộp số sơ cấp. Trang bị cái vành tiêu chuẩn 10 chấu thao phanh của Rainbow. Cảm ơn bạn đã theo dõi trực tiếp, nhớ like, subscribe.